Em phải sạch sẽ ra. Hứa không ôm nha. Mày thời. Thế. Đâu. Vậy sao? Hiếu bán tôm này nha anh em. Giờ sao cậu ấy? Mẹ nó hàng bàn quần đây nãy giờ nó nghĩ cậu cháu mình toàn tiền với nhau á, nó kêu con làm gái ơi dùng. Ui trời. Con bé nó làm neo vậy mà nó. Mày cháu mày mấy anh. Trời ơi, thở mày nghe. Thằng này cộng trăm ngàn, thằng này cộng trăm ngàn nói nó là lãi suất mà 280 cọc đó mua tôm. Mấy anh Dương Bét đồ dư bà thấy nó coi clip này thì coi lại mấy ông chồng nha. Thấy đồng hiến, thấy đồng hiến rồi mà thấy còn mấy anh nghĩ em vậy nữa thôi chứ. Bàn khốn nạn. Thì nói là gì? Cái tháp này bên nữ. Ờ đúng rồi. Ý gì mày? Tao này. Nè. Nghĩ sao vậy? Hàng ấy ý là rồi nhìn hàng mấy con đó ấy. Anh là anh biết em mua tôm nên anh mua một ủng hộ mà. Mua ủng hộ rồi. Giờ đang. Bê bê. Giờ. Ê, ông Hăng Hăng. Thì đây ông chú cơ thân hô nha. Thấy gái cũng tương tức nha không? Đây, ông bé làm neo nó bán tôm hùm, tự nhiên nghĩ nó đi làm gái. Ông cho mày đi mấy lần mày. Mày ông vui chưa? Không em không hiểu anh ủng hộ mà. Ủng hộ. Em có chồng rồi. Thôi lồn điều trốn kìa. Ê. Quần ghê mà trốn đâu vậy? Xuống thuận biết chỗ nào ở đâu rồi biết. À. Điều quá con mua tôm mẹ nó bán tôm con mua tôm. Mua tôm gì mà kêu tanh tanh nói tôm tanh mà. Vừa phải cho nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà nhìn tường em anh chẳng chạy luôn nha. Clip này chắc không đen hả? Đừng đen gì. Đen gì đen? Nói chung là cậu ấy. Đen không lên hả? Cậu ấy lái sợi đó nha. Thì gì? Mày đúng là thằng bím. Mẹ người ta bán tôm hôm nay. Nó kêu người làm gái á. Chù, hai thằng đen. Coi như anh mất không gì. Thôi để đó em mét. Thường này anh thông minh lắm mà anh Trung. Bị mét hả? Thằng mẹ. Rồi. Nhưng mà mình vẫn không có cam tâm mọi người. Má làm người ở đây biết rồi. Mà mình cũng không hiểu tại sao cậu bé hôm nay ông lại thông minh như vậy nữa. Chắc có thể là mình nghĩ là có ai đó bày mưu tính kế cho ông. Chứ cái đầu của ông là nó bị yếu mà. Nên đâu có thể nào mà ông thông minh vậy. Trong khi đó ông cho ngày hôm nay là ông nói với mình là mình đâu có biết đâu. Mình cứ tưởng đâu là ông giỡn. Bây giờ là mình đang đứng ở trước nhà của thằng Hiếu. Mình chạy ngược ra nhà thằng Hiếu luôn. Thiệt các bạn luôn. Má mình dắt tròn bộ mặt của tụi nó. Không có ai ở nhà rồi. Hiếu ơi. Dung ơi. Dung ơi Dung. Hiếu ơi. Có ai ở nhà không? Ủa anh hả? Vậy là nó nhận ra mình. Dung ơi. Mở cửa. Sao? To gan. Cửa, để cho anh em gì nữa đây? To gan lắm nha Dung. Hả? To gan lắm. Chứ sao? Em nhìn anh cầm máy quay lại biết rồi. Tại sao? Em bày mưu cho cậu bảy trôn đúng không? Chứ cái đều ổng yếu làm sao biết đường mà ông trôn anh. Em đang, anh nói nhắc đến cậu bảy em còn tức đây. Ổng kêu em trôn mấy anh mà bây giờ đặt em tôm hôm xong bây giờ không lấy được kìa, trả lại em kìa. Tức nãy giờ đây kêu em cầm về đây nè. Chứ ông nói sao mà ổng lụm. Nghĩ sao kêu em cầm tôm hôm qua trôn mấy anh á, cái xong rồi trả lại em. Đúng. Mua. Trời đất ơi, điên máu. Trời ơi, hôm nay đã bán ế ẩm rồi còn gặp ổng nữa. Thôi. Còn anh nữa, em hơi nãy hơi buồn anh nha. Anh em chơi với nhau biết bao lâu rồi mà còn anh còn nghĩ em như thế. Đúng, chứ ông cậu bé ông nói như thiệt à. Em khiếp rồi đó, nghĩ sao coi em như một trò đùa. Mấy em coi em như một trò đùa nha. Mọi người thấy không? Nhờ cũng bị Dung mang tôm qua trôn mấy anh em tụi mình mà cuối cùng không mua ủng hộ thằng bị Dung. Gì? Em thấy chưa? Thông qua cái đây là em thấy cậu bị giờ ông sống như thế nào vậy? Vậy chứ mấy lần trước mà anh trôn ông á em kêu là sao thấy cậu bị uống nhiều không tẩu. Tẩu gì đâu, tẩu chưa sư á. Thì lúc mới đầu thì em biết, bây giờ em biết rõ rồi. Tự dưng kêu em qua cái cổ vô rồi giờ không biết trôn em đi trôn lận mấy anh nữa. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ mua cái set tôm đó. Lại set tôm đó anh chắc không? Chắc chứ anh. Chứ đừng có trôn em nữa nha. Trôn em này em bức ai. Chắc em nghĩ mới buôn bán này mà mấy anh chơi giờ chết em. Cũng biết nó dễ thương vậy mà ông nghĩ đỡ lần nào cậu bé gà không chơi. Anh thấy tiền đóng cửa thì em phải kiếm đồng chứ. Ông nghĩ thì ăn rồi đi miết. Em nghĩ em đóng cửa luôn, đi ngủ luôn. Trời. Nghĩ sao vậy trời. Vậy thôi lấy cho anh set tôm đó đi. Anh chắc chắn lấy không? Chắc chắn lấy. Đưa tiền trước đi đã. 100%. Đưa tiền trước đi rồi em lấy. Chứ mấy em khiếp rồi cầm máy quay để mỗi lần cầm máy quay để em sợ luôn á. Trời nó không tin mình không quên. Mình mua chết tôm mà không tin. Đó là bao nhiêu tiền? Thôi là anh hiểu nghỉ 250 thôi. 250 sao có lợi.
Thôi 250 mấy anh ơi. Nhưng mà mấy anh em mình dạy được rồi chứ bán người ngoài khác chứ. Đây, 300 ngàn. 300 ngàn không hả? Thật ra mình không hiểu tại sao ông cậu bị gà ông có thớ. Ông sống vậy luôn các bạn. Đúng là chỉ có một mình cậu bị gà ông mới hiểu được là tại sao ông làm vậy thôi, chứ còn mình cũng chả hiểu luôn. Thì thôi bây giờ lỡ rồi, bây giờ mình sẽ mua mình sẽ tôm đi. Mình hứa với các bạn là mình sẽ cho các bạn hái với lòng hái dạ nha các bạn. Mà này em để đây thôi thôi nha. Chứ kêu 250 em. Rồi cảm ơn. Rồi đây thông qua đây thôi chứ cũng giới thiệu cho em gái. Nó có bán tôm hùm các kiểu bao nha. Bao ngon bao ăn luôn á nha anh. Rồi ok bao anh luôn, tôm hùm bao anh luôn. Bao sạch á, bao sạch bao không bơm á. Chúc em buôn mây bán đất dày rầu. Đừng có trao dưới nghèo. Nghèo nó không tốt đâu, đừng trao. Anh nghĩ sao về tiền lương em nghĩ sao. Còn bấp bênh đây nữa chứ em phải kiếm đồng nhưng nghĩ sao. Ai mua tôm là ủng hộ Bí Dung nha. Mình có đính số điện thoại Bí Dung ở bên em, mình hết đính số điện thoại Hiếu không? Thằng Hiếu lẹo á, thằng Hiếu. Đừng lẹo đó. Thôi anh đi bây giờ. Bây giờ anh xuống anh coi cậu bị đi rồi. Rồi cứ trôn lại cho em nha. Không, bây giờ các bạn. Theo bữa sau em bán ổn vậy, bữa sau em trôn lại bán trứng á. Ok. Em trôn lại cho coi. Bye bye em nha. Ok, bye bye, cảm ơn nha. Rồi. A few moments later. Ok quý anh em nha, thì giờ mình cũng đã xuống tới nhận bẫy gà rồi. Đây, tôm đây. Hôm nay thì đi với mình là có phu nhân của mình. Một người phu nhân rất tuyệt vời. Thân 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 thân. Hello mọi người. Đột giờ anh không nghĩ ông cậu bé chúng ta cũng sống vậy luôn. Thì vậy đó, cái ban chấp của cậu bé mà anh biết à. Thôi đi, vô. Hôm nay thì mình sẽ đặc biệt là đãi mở bé nha các bạn. À, hai vợ chồng mình xuống tới đây rồi đây. Giờ là sẽ vô coi thứ ông ngoại với mở bé đang làm gì. Ủa sao cây mai của ông ngoại cho bây giờ nó nơ hoa là sao ta? Anh đâu biết đâu. Ông ngoại mình biết bây giờ chưa ông ngủ rồi các bạn. Ông ngủ mất rồi. Bơ. Bà bé, bà bé. Bà bé ơi. Chớ sao ông cậu bé này ông đi bán mà không đi chào vậy? Cái đó, ông đi lấy pizza đi đâu còn biết đó à. Chứ sao ông đi vậy, anh can ông lại cho ông đi vậy. Cho ông đi chơi mà càng ông mày. Chứ làm cái ông đi gái rồi còn cố ông lại cho ông đi pizza ông đi chơi mà. Con mới mở, mở trữ dưỡng ông ấy, mau mốt ông đi pizza rồi ông sẽ đi cái khác mở cho coi. Đi đâu đi cái khác mày, chuyến giá ông chứ đi cái khác. Này con bán túi đồ bỏ nhà đi. Đi pizza. Trời ơi, bác mở làm một mình. Em thấy ông cậu bậy không, ông xứng đáng không? Ông đâu có xứng đáng. Cứ anh tạt cái máy quay vô trong mặt em nhỉ anh. Thì do cái mặt em ít đẹp nên anh đạt. Bọn nó xuống làm gì mà đưa lăn ngót lăn ngút vô. Nè con xuống con đãi mở một món. Hả? Anh kim nhân vật chính đâu. Thôi, cái tay reo khác không ạ. À? Mình ra ngoài mình ngồi cho nó mát. Mình nói chuyện cho yên. Đi, đi mở. Ra ngoài. Cho mở một món quà. Hả? Bữa nay có quà rồi. Con nói là hôm nay sẽ tạo cho mở một cái bất ngờ luôn. Hôm nay sẽ là một cái bất ngờ. Của bất ngờ luôn các bạn. Vô cái lá sen này hái đâu vậy? Bi Hằng nó bức trên kìa. Má bức nãy giờ người ta dí con chạy gần chết đây. Mở biết cái món này là món gì không? Vô. Mở biết món gì vậy? Đài như vậy. Vô, tôm hùm quá mày. Mở mở cũng biết cái tên của con này nè. Chẳng biết, con đây mà sao không biết mày. Chú để mà hầu giờ cũng tướng đó mà. Mở chứ cái đầu mở chứ anh con này mở còn không mà biết tên. Con đây nhưng mà biết mở con thấy đây. Con này ở trên TV đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Mở làm gì có tiền mà mua được con này ăn. Đúng rồi. Chờ con hỏi mở cho cậu bé ông làm ông đi bán trứng rồi cũng mua cho mở anh chứ sợ gì vậy? Mày nghĩ sao ông đi bán trứng ông mua được con này tao ăn? Thôi á. Ngày là 200 ngàn mà mua tôm để ăn. Một con này giá tiền vô để chúng ta mở ăn đây. Chào mở, bữa nay chào mở. Quá mở. Mà sao hôm bữa ngẫu và phơ ông cậu ông nói á. Mở mày là tao cho anh tôm hùm không mày. Chứ ba đồ tôm xuống không tại. Mà ông cho ông mà mua được cho mở con lên ăn thôi cũng đỡ. Mà tiền đâu mà mua không? Ăn được ăn trứng mà. Bởi vậy con nói cuộc đời mở mở xe vô cái hũ lầy mà mở không biết. Mở biết đầu nào mở nhấp cái đầu mà lên mà mở mua một con tôm hùm mở ăn đúng không? Cái đây là tương đối ăn bình thường thôi mở. Đây là bữa cơm hàng ngày thôi á. Chứ mình có tiền nữa mà mua cái con bự dây ăn nghèo mở. Đây nghe quý anh em, thì hôm nay á làm bờ bấy chứ vợ chồng mình sẽ ăn hết như tôm hùm đây.
còn riêng cậu bảy là không có gì dây rồng. 4, 6, 8, 9 con đấy. 10 con thì 10 con mà mình ăn được rồng ạ. Chung vui chơi lần đầu tiên mà mình thấy bên ngoài con tôm đây nè, cho mày thấy trong tivi mà nó vàng vàng không à, nó không có xanh gì. Đúng rồi. Sao mà bạn nói thấy tàu nữa anh? Mà thấy trong tivi màu vàng, cho sao đây màu xanh? Thì con tôm nó còn sống thì nó màu xanh chứ sao? Giờ mở luộc lên nó mới ra cái con đó chứ. Màu vàng ấy. Thôi bây giờ thì mình sẽ vô mình luộc tôm mình ăn. Nhà mở có cái xương hấp không? Nhà mở có cái xoong không à? Cái xoong đúng không? Giờ không có ăn đồ hấp nữa, có cái xương. Đó đúng không? Đơn giản vậy không có gì đâu là đúng không? Ê mà con mua xuống cho mượn ăn thịt hết. Trời ơi, mượn cho mượn bấy vậy? Mượn không có con nha, không có con mượn luôn. Không có ai nuôi xạo hết. Mượn bấy là hôm nay phải ăn cho hết nhiêu đây. Mượn biết sao không? Do ông cậu bấy, ông bất phút quá, ông bất phít quá. Cho nên con mới không cần cậu bấy, người ta mượn ăn không. Với tôi ăn như mày. Mà cho mấy gì đầu tậu. Mở thấy vậy cho ra ngoài đường ông thích dữ lắm nha, chứ không phải ông hiền lành đâu mà tậu với ông tậu. Ông cậu bấy là một cái kho bom nổ chậm. Ông bị tê dính nhưng mà ông đem cái sự đó ông làm hành diện ông giống như ông đặt thành tích vậy á. Giống người ta đây bị tê dính. Đúng rồi, ta đây bị tê dính, chứ không ai bị tê dính. Ông tái dính thiệt mà, chứ ông thầy chà mù đâu mà biểu. Thì thôi bây giờ là bây giờ con sẽ nhờ mợ với vợ con sẽ làm một mâm tôm hùm ba mợ cháu mình ăn vậy rồi. Ừ, đỡ đi ông ngoại cho ngoại thôi. Ông đúng rồi, ăn nhanh cho đỡ cậu bé em vừa là con nói mợ. Lấy cái lá đây bỏ con nấu này. Không, chút xíu rồi mình nấu xong mình bỏ lên cái đây lên chảo đẹp mợ. Đi. Rồi bỏ lên nấu ăn. Thì hôm nay là có rau rác nữa, nhờ mợ ấn tay nha. Hai vợ chồng mình thì không có tiền nha các bạn. Nên là mua tôm ngọt ăn, chứ nếu có tiền thì mình ráng mua tôm sống ăn chứ. Mình hứa luôn mình có tiền là mình sẽ mua tôm sống cho ông cậu mợ ăn luôn. Chứ mình bây giờ không có tiền thì thâu được. Mình ăn con tôm ngọt cũng được, nhưng mà tôm ngọt đây là máu ngọt. Dễ hiểu không? Máu ngọt 5 phút trước này. Máu ngọt cái là mình ăn nhiều. Chứ không phải là ngọt lâu. Nên là thịt nó còn ngon lắm các bạn. Thì sao không được, cũng có tôm hùm được rồi, anh sao anh cứ câu nợ me chuyện đất mà. Với lại quan trọng là tình cảm gắn gỡ trong đó nữa đúng không? Bởi vì cua cậu bảy mà. Thì cũng nhờ cậu bảy mình mới được ăn tôm hùm, chứ không có ông sao ăn được tôm hùm. Thế sao vậy? Còn bí mật như thế nào thì cuối video mình sẽ báo cho các bạn. Rồi các bạn cũng đừng bất ngờ chi nha các bạn. Hấp dẫn. Đẻ đẻ. Đó, mình báo mua cua bí hiếp á mọi người. Bí Hiếm có bán tôm hùm nha mọi người. Ai mua hàng thì nhớ ủng hộ Bí Hiếm nha. A few moments later. Bao giây phút chờ đợi thì bây giờ cũng đã đến lượt. Nuốt thâu. Không. Thì bây giờ buổi trưa của ba mợ cháu mình cũng sẽ bắt đầu từ đây nha các bạn. Đẻ. Ê điên có 70 về ông ăn có chưa? Không. Tôi lắm nữa mày. Không. Hồi giờ từ nhỏ tới lớn mình chưa được ăn con đây, chắc cậu cũng chưa bao giờ cậu ăn được cái con đây đâu. Hồi ông ở mở tới giờ chưa bao giờ thấy trên tivi không à? Mà thấy người ta có bán đi chơi đâu, là có bán nó sôi. Mình có bán đi ra đường ăn uống nhiều lắm, mợ không biết đâu. Không có đâu. Sao mà ăn cái gì đâu đem về cho mợ à? Có không? Có là sao? Thôi thì bây giờ là ba mợ cháu mình sẽ ăn nhanh các bạn. Trước khi ăn đó thì mình đỡ hai con đây ra cho ông ngoại đi. Ha. Mình đỡ riêng ra cho ông ngoại rồi. Ba mợ cháu mình sẽ ăn cái đây. Cậu bấy thì cũng không cần phải ăn đâu. Bây giờ quan trọng. Mợ ăn tự nhiên mình tôm hùm dễ thương ơi mình luôn anh. Ừ, lấy thương giống em ạ. Dù con này đã có thịt này. Ê, con này nó mát thế giới cho nên nó bột lắm nè. Dễ lột lắm nè. Ồ, nó thơm mùi biển quá. Nó nghe mùi nước biển luôn á. Các bạn ơi, mình thấy mình rớt nước miếng luôn. Mình sẽ review cho các bạn coi nè. Đây là salad này, mình chấm nè các bạn. Vậy em lột cho anh ăn rồi. Cho anh một miếng này ngon nhất cuộc đời luôn anh. Chấm dùng nha. Mời các bạn à. Mời mọi người ăn nha. Tôi mở anh em mở. Anh em mở cứ tự nhiên thôi. Mình có bấy gì khỏi cầm. Ông đỡ chồng ở đó đâu. Trừ ăn con cho mày. Mở thấy không? Giờ này không đi bán đi buôn gì nấu trứng nấu đồ mà đi chờ. Ông nấu sẵn hết rồi mày ơi. Ham cần. Ông nấu sẵn hết rồi, ông đi đâu á? Chứ cũng không biết là ông đi đâu á. Ngon quá các bạn. Mà sao mở thấy người ta lột sao hay, sao mà lột hoài nó ra. Mở cái kéo. Mở cái đều cái đuôi là tách ra sao? Hay. Nhà mở coi kéo không? Riêng đây. Con sẽ lột cho mày. Người mở ngon hả? Ai mở em không đúng cách rồi. Đấy. Ví dụ con nó chắc này.
Quay à. Ừ. Nó giống con tôm không mợ hay nó giống con gì mợ? Ừ. Mợ bảy, nó giống con tôm hay giống con gì? Con mợ ăn mà nghe mùi biển biển á. À, bảy mà nghe mùi biển. Ừ. Ngon dữ không? Dùm. Em mời mọi người nha. Trời. Em mời mọi người ăn con tôm hùm ngộp. Nó béo 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 mà. Thơm thơm. Chắc là có bấy đó. Trời, chứ mượn quả cái gì vậy? Chắc ông về cho anh này cho mở đó coi. Ông về ông ăn với gì? Cậu cậu. Ý à, bữa nay vợ chồng con quay cái vlog á. Cậu bấy vô ngủ đi. Vlog gì? Vlog riêng tư vợ chồng con. Mày khùng sao vợ chồng mày quay vlog sao mày ở nhà mày quay mấy mới gì mày xuống nhà tao quay làm gì? Xuống đây con đó. Điên khùng. Anh xem xong anh xong là con đó luôn. Thì gì vậy? Đây là cậu. Chứ anh như vậy. Cậu như là con đi vô uống. Mày mày tôm kìa mày. Gì? Mày có tôm kìa đừng có cho anh mày. Từ ấy là cậu vô cậu muối. Mày điên hay sao quay vlog gì hai chồng mày tự nhiên có mợ mày nữa không đó. Bây giờ là cậu mày vô nhà. Mày né tao ra tao ủi xí mẹ mày luôn. Mày vô nhà mày đi. Đi ấy. Để thì quần bay mùi tôm mà tôm hùm mà. Thôi bây giờ vậy, bây giờ con xin cậu một chút tao được không? Bây giờ cậu vô nhà trong vòng 2 phút thôi. Hả mà tao đi. 2 phút không? Mày tính nhau mày tao mày. 2 phút. Mày muốn gì mà nói mẹ này. Thì bây giờ con nói cậu ạ. À. Anh qua. Mở mày kêu tao qua kia thằng điên. Bây giờ con xin cậu con quỳ cũng lại cậu. Bây giờ cậu vô nhà 2 phút không? Cho cậu mày ăn mày, cho cậu mày miếng này. Vô ngon sao mà không? Không? Rồi vô ăn đi vô. Mà còn cả đống cái ai ăn hết mày đi như đó mà ai ăn hết cậu vô nhà đi vô do nhà thì con có chuyện riêng con nói với mợ một chút xíu thôi mày ra mày khốn nạn mày ra. Thôi mợ anh nhanh đi mợ anh nhanh cái cậu bé ra sao ông ăn miếng mày tội ông bây giờ ông ý là con khó cửa đâu con khó cửa đâu vô ngon lắm mời mọi người nha ăn cái que mày mở anh giùm con mở anh ơi mở hết rồi ăn hết mấy que này uống nè cái cục đầu này anh đi mở cho mau mốt chết cũng nằm xuống dưới đất không gì chưa thì mau mốt chết sớm như mày chết đằng rồi được nhiêu đâu mà yêu mời mọi người mày ơi trâm ơi cái gì ông đặt cửa ơi ở trâm ơi ở đâu mày khó cửa. Đứng trong đây. Chuồng chạm đập cửa cái vợ. Mở ra cho ông ăn miếng. Anh mở cửa cho ông cậu vậy. Thầu đứa mở bé mở chứ. Không mở thứ ông cậu ấy thì mở mới. Để cho ông ăn với cho sợ ôm đâu hết thì. Mà đập cửa dớ bé. Khó cười vậy. 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 Anh, ngon hay không cái đoạn đây nè. Cậu ăn nhau đâu. Anh. Chụp lại mấy giờ. Thôi, tao làm con quay. Mày đi hay sao tự nhiên giờ còn đầu không dậy mày. Thì hết rồi mà. Dạ, cậu vừa muộn á. Thế sao mày không gọi điện con tao? Hầu cậu về sớm 5 phút nữa thôi. Thế sao mày không gọi điện con tao tự nhiên kiếm lẹ vậy? Vợ chồng mình quay vlog kiểu sao không gọi điện cho tao. Quay lắp ở trên nhà mày mà quay cho mấy mớ mà đem xuống nhà tao mà quay. Mở ăn cái que không được nè, ngon. Cậu phải biết sao? Mục đích là xuống đây là cùng tròn cháu ăn cái đây nè. Không? Mấy ăn hết vậy mày nuốt hết luôn mẹ vợ chồng mày con cháu gái kêu lẹ bay. Sao cậu làm như cậu cháu không vậy? Đồ sẵn tay sẵn mẹ kêu tự nhiên quay xuống đây giờ còn con. Con đi ca không múc được anh. Muốn thêm. Tôi này mà mày né ra. Có gì ông vợ con kêu lẹ ông đâu. Có cái càng nó còn hơn không có. Tôi nói cậu nè, mở bấy bấy kêu là cậu bấy mày đi ngoài đường ăn nhiều rồi. Cái bài làm thì tôi thèm ăn thì muốn lắm mà sao mà về cha tôi ăn càng bạc. Cái càng nó không có thịt. Mấy mới gì nói vậy tự nhiên cha tôi ăn càng vậy. Mẹ con càng này nó còn nó thịt hay không là cái đoạn nào anh chứ đâu phải cái đoạn càng. Ngáo mày cả. Cái càng này. Tôm ăn có hay không là mấy cái giỏ đây nè. Cái giỏ đây múc nè, múc được cái giỏ nè. Nãy giờ ăn chưa? Múc được cái giỏ nó mới ngon. Cậu hiểu không? Chứ thịt mà ăn gì? Canxi không à? Thịt nó chỉ có protein.
còn cái đây là nó có canxi. Mày cung hay sao hả? Thằng khốn nạn cháu âm binh. Ông không hiểu. Mày giùm mẹ đấy, ông... giùm mẹ đấy, giờ ăn gì đây? Giờ mua về cho anh mà rồi nó. Mua anh còn đâu không anh gì mẹ? Đâu nó có mấy cái rau này nó không có thịt trong á. Không vừa phải luôn. Ngon hơn con tôm. Cái rau nó không có thịt. Tối chào cháu tàu lào bị giao. Nãy giờ mợ bà đại diện mà anh nghĩa hai vợ chồng có người anh lấy lấy tiếng được rầu. Có mợ anh thay cậu được rầu. Em anh này cho em một đút anh hai sao con. Tự nhiên nãy giờ không chịu gọi điện tôi giờ sớm mà bà. Anh đang chơi lời gọi anh đang chơi lời giờ làm sao gọi? Đúng nào đúng không? Mấy đúng hôm về mấy hôm đi chào bạn gọi cứ tắt máy bạn gọi cứ tắt máy vậy. Ờ ví dụ có em làm thì mới có anh. Ví dụ gọi đó không có ai vợ cái phòng. Lỡ nó lỡ cái tay nó lỡ cái. Tôi muốn nghĩ mà. Thật thật bờ mấy quay. Đợi em còn có mấy quay còn quay vlog đồ vui cậu. Lớp rồi tự nhiên sao mà trên nhà mà không quay. Mẹ nè, hai chồng mày. Mẹ mơ nãy giờ hai cháu chưa em. Mẹ cái đây con thấy. Cái đây canxi nhiều cậu. Sao mày nuốt luôn ơi, sao mày không ăn luôn ơi. Giờ chồng mày mang mẹ nè. Con ăn luôn con sợ tẩu hai cháu thì thâu giờ. Chồng chó anh. Cái phần đây không ấy vậy cậu dọn. Mã mẹ mày chứ dọn gì mày. Con điên con cầm chướng con hai người bè ở đây. Hai thằng ngựa bè ở đây. Thôi bây giờ thì đây. Mình sẽ kết thúc cái video ở đây nha anh em. Video ẩm thực. Kết thúc mờ rồi xem biếng mẹ này, đi biếng mẹ. Đi. Tự nhiên mày về hai anh em muốn nhiều vãi đâu. Ít nói bớt đi. Làm gì con làm gì cũng xuống con cái điều mà làm gì ông cộng muốn cút giữa mờ. Thà mày điện thoại tao bây giờ mày đừng nấu nhà tao, nói chung mà đừng nấu gì nhà tao hết á. Quay qua đó mày vợ chồng là ở đó quay mẹ này. Tự nhiên xuống nhà tao đẻ rồi. Nấu tôm luộc ăn nhà bà hai mình. Em hưởng hồi giờ từ nhỏ từ lớn em chưa bao giờ ăn được con đây em thấy trên tivi không à. Cậu làm được cho mợ không à? cậu hồi giờ cậu mua được cho mợ ăn chưa. Cái con đây chính quá nó nhìn cho rau nó đẹp chứ nó ăn có ngon kì đâu nè. Nói giỡn chơi thôi. Bé tặng cái giỡn mà. Không, tao chưa phần cậu đâu, chưa phần cậu trong kìa. Tao mấy con. Con mở thấy không bán chắc cuốn cậu không? Biếm này vậy, không biếm. Biếm mẹ gì? Chính quá ăn đồ cho đỡ hai sau nó mập như mày. Thèm quá. Không. Sao mày ăn mà em kêu tôi mẹ. Đi chơi mà lờ điên đi chơi đi chơi, tôi đi sửa cái lò chứ chơi gì. Cậu bó mở nhà mà cậu đi chơi mà giờ cậu trách méo ai nữa đó. Đó riêng cho cậu anh em con luôn á. Mình tào. Đó được chưa? Được chưa? Để cho ba hai con đó còn nhiều đó anh ăn đi. Ít nhất là phải vậy chứ. Con cháu phải thương cha mới. Con đi chưa? Ta không ở là chào. Ở chào vui. Ở chào vui mày. Ngực cậu sao thực dụng gơ gốm luôn á cậu. Con cháu á nó phải thương người lớn vậy cũng được. Mua nhiều. Có gì hay có anh được đầu hư hoa nhiều tiền đồ chi. Đúng là có tiền mua mấy con này 200 ngàn ký mấy người. Bây giờ khi mua hai con thôi còn đem tiền cho mở mua sữa cho em được á. Bữa sau bè là phải gọi tụi tôi về tôi sớm. Cả nhà rồi giải đoàn tụ ăn cho ngon. Bà anh cứ mình bè làm gì anh dễ rồi là sướng không? Ví dụ anh đi nhậu nha, em gọi điện lỡ mấy bạn nhậu không hiểu rồi nói chuột con cọc cái nào gọi mình sợ con cọc cái rồi đi về kìa. Bà có bãi cọc cái đâu bà sợ. Ủa cho ví bà dụ sư tử. Chỉ là em ví dụ vậy á. Nhưng mà mợ cũng biết ơn cậu bấy do ông cậu bấy là ông làm người ta nói cái câu là có làm mà có ăn anh hiểu không? Mà giờ đây phần lớn này là nhau ông nhậu cậu bấy hơn. Bà thấy không? Bà thấy tôi nó quan trọng không? Gia đình này là mà không có tôi là bốc ra mà ráo ăn hết. Mày đẹp. Chị giỡn. Không mình tôi đâu. Tôi lo cho từ anh giết mọi chuyện hết. Nhờ con cậu bảy mà mợ bà mới có anh vậy chứ đúng không? Có chồng con rồi. Vợ chồng con tính ra cũng có. Cậu bảy mẹ ông làm gì mà có đây. Tao làm như mày. Chủ công lao cậu ngơ quá mà cậu. Nói chung là rất là cảm ơn cậu bảy nha mọi người. Thì có đỡ mà có được cái mâm tôm hùm ngày hôm nay á là cũng cảm ơn cậu bấy đã cố gắng một tháng qua là làm YouTube với hai vợ chồng mình. Bạn thấy chưa? Bạn thấy cháu nó mấy đứa con cháu nó nói chưa? Tôi quan trọng lắm nhờ đừng giỡn. Nói chung là cậu bấy rất là quan trọng luôn các bạn. Nên là nó cái gì đó là hai vợ chồng mình dành hết cho cậu bấy. Mình cao là hai vợ chồng mình xuất hết cái tháng lương của cậu bấy luôn. Mình trích ra một nửa rồi mình mua bữa tôm hùm đây rồi mình đãi mà bảy. Trích ra một nửa rồi mình mua bữa tôm hùm đây rồi mình đãi mà bảy. Cảm ơn cậu bảy đã
ủng hộ cho cậu bé đi làm đó, đúng không? Thứ hai nữa là ông cậu bé ông lấy tiền lương rồi ông không có làm quỷ đen được, đúng à, cậu hiểu không? Cậu lẹ cậu anh thôi mày, còn lấy cả nửa tháng mày điên sao mày, khốn nạn mày, tay còn nửa tháng nữa hai mình mà ngáo, tức là còn lấy là nửa tháng lương nữa mua đây để tao mở anh cho biết, còn nửa tháng lương lại sẽ chuyển con riêng cho mở, không có chuyển cho cậu mày... ngày mai có tiền không, tối nay cũng được, tối nay chuyển con cho mở. Bây giờ về chuyển luôn. Mấy người tiền của tao tụi bay mua đây mày cũng phải nói tao tiếng tông má tao tiếng cho tiền của tao tiền lương của cậu mua đây ấy. Đúng rồi mợ, đây là lờ mà tôm này nó mất. Thứ nhất là ông cậu bé nghe các bạn, cậu bé ông nói là ông rất là thương Hiếu, Dương bị dung. Nhưng mà bắt một ngày là ủng hộ Hiếu. Đáng lý là con mua có một ký à, mà do ông cậu bé á là ông là ông làm video ông tròn mà ông thôi, không mua. Con thôi bưng về bưng về, bưng ăn, mời lấy tiền lương, bưng về. Nhưng mà con rất đầu mờ, còn có một đứa em. Bây giờ nó mua rồi tự nhiên nó gì nữa? Để lấy lương cho tự nhiên nó trừ. Bạn không biết sao bây giờ nó mua rồi mà giờ biết không sao? Anh ơi, nó kêu không về đài. Anh ơi cho bù lại. Về bưng về đi tự nhiên tiền lương. Mẹ cái khùng không? Giờ nó mua rồi bây giờ tiền đâu nữa? Đâu mà cứ anh thoải mái đi chứ gì đâu mẹ giờ. Không được đó anh nuôi. Mẹ tròn là phải. Không có. Không có. Nó bỡ mấy quay cậu, nó bỡ mấy quay. Em đưa em cầm em. Điên xài. Nó bỡ mấy quay cũng nói cậu nó lỡ. Tao bây giờ tao lấy tiền luôn. Tao lấy tiền luôn. Cái tao lấy tiền luôn. Đưa đi tiền anh. Bây giờ mình đưa tiền lương tao. Tao từ ê, con nói cậu nè. Giờ nó lỡ mua rồi cộng đồng con này. Tao không có lỡ tao nghe. Đây nè, để cho tao ăn miếng nào. Màu cũng ăn á. Không mở. Không, con sẽ chỉ mở cách ăn tôm hùm này. Đấy. Mở lột đây nè. Lại cái đây nè là mình đừng có bỏ cái vỏ. Phải đưa. Mày đưa cho tao không? Thì từ từ cậu ăn hết rồi đã. Mày trong cái máu mày đeo vô là ai ăn mày? Tự nhiên bây giờ tiền của tao mày mua tôm mà mày không nói tao. Bây giờ nói cậu nè, tiền của cậu cũng là tiền của cậu, mà giờ lỡ mua rồi thôi, coi như con cháu em. Rồi cậu ủng hộ Hiếu, rồi vậy vui vẻ. Giờ mày muốn gì? Hiếu không? Không giờ đã hết đường. Rồi bây giờ nói cậu là tiền cậu mua ăn hết rồi, vậy rồi xem vui vẻ. Bây giờ mày sẽ luôn tiền người tao. Mày sẽ quá cậu. Không cậu nói gì vậy cháu làm gì kinh dữ ông. Mợ chứ sao mợ buồn chứ mẹ. Trời tiền lương của cậu làm để nộp tiết học rồi cho em cho mày đem mày mua rồi mày đưa nửa rồi. Không có, con nói giận mợ chứ cái đây tiền của con rất em mua á. Chứ không phải tiền của con cậu đâu. Chiếu nữa con giật con chiến cho mợ đầy đủ lương của con cậu bé, được chưa? Thế không? Bây giờ mợ anh nghe giật con trôn cậu bé chút xíu vậy thôi. Mợ ăn thiệt nha. Mẹ bạn nghi lương hụt hẳn nghe là bạn không ăn liền, bạn trẻ liền không ơi. Chứ sao? Chứ nó có cái khoản đó nộp tiết học đồ cho em mà. Cái cháu mày bước gì mẹ đây cậu cứ sao? Biến luôn đi, tao cũng có ưa mày. Đi mày mày xách đồ mày đi tìm khác á, giờ tao dí nó chạy thẳng giờ nó không dám nhìn vậy đâu. Con bưng cái mắm đang dở. Mày không phải sao mày? Để tao ăn không được cái này cũng được cái khác chứ. Mày coi lên bán quần áo hết đi rồi trả tiền cho tao. Tiền của tao là tiền của tao. Liên quan hả? Thì còn có một nửa tiền lương đó thì chút nữa con dìu con chiến nhà mợ vậy. Sao nửa tiền lương mày? Mách mới nửa tiền lương. Thì nửa tiền con đi mua tôm hùm đâu. Cậu sao cậu liền yên, cậu lành nhành dữ vậy? Đang lấy cho cháu không cho thêm thầu cứ người gì cho? Tiền ta làm tháng được các 3 triệu bạc mà cho mày thì con âm bên âm tàu địa phủ kìa. Cô mợ không làm gì cũng đâu. Mày đi gì vậy chứ thằng Hằng nó không dám về nhà nó đâu. Giờ nó về nhà tao gặp chỗ nào tụi chỗ đó. Dạ thôi cậu ăn ngay, cậu ăn vui vẻ đi, cậu review giùm miếng tôm thực sự nữa mà có ngon không? Tôm đây là ngọt rồi, khỏi cần review mày. Mà hầu giờ cậu chưa ăn cái tôm đây là sao cậu biết nó ngọt? Tôm hùm nó nấu tiếng hầu giờ mà nghĩ sao vậy? Cần gì phải review? Cái gì đáng làm em mua cho mợ tháng ăn 2-3 lần về cho mẹ múp lên nha. Chứ cầm gì múp mày, mợ mày chỉ cần tao ôm là nó múp rồi. Cần gì phải múp? Bây giờ mày đưa tiền tao không? Trẻ tiền không nói mẹ nó nhanh đi. Tiền đâu nữa trẻ mà. Tiền nói tiền của tao mày cái không được đâu. Tao cũng lên tao cũng ủi lại à. Giờ tao mày cảm thấy mày ám được á, mày cái khổ khẩu mày biến mẹ này. Cút biến đi. Đi chỗ khác, tao cũng có cần. Nó ở với anh từ nhỏ tới lớn mà anh đuổi nó vậy. Điều giờ mày hưởng tiền ăn nữa chứ thằng nói bây giờ nó cũng
Nó đi luôn rồi, bà ở nhà đi luôn. Không cho. Đi đi, thôi đi. Cho con có hả? Hả, hiếm ăn con không? Ừ hết. Không cho luôn. Cha mày cái càng này, đứng mẹ. Không cho con này. Cũng con kia, hào hiếm á. Không cho. Con đi kia nha. Không đi gì ơi, đi thanh thản. Cáo hả không? Không gì à, không cả. Anh mà cũng nhìn trước cái mình đâu chứ. Không to miếng nào luôn. Ông đi gì à? Tiền á, tiền lương tôi á. Thấy chưa? Ông con đi gì hả nha, cậu đừng chứ nữa cậu ơi. Nó đi gì luôn anh.